Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế biển tại Kiên Giang và Cà Mau, ngày 12 tháng 8, đoàn công tác tỉnh Bến Tre đã đến thăm và trao đổi về hiệu quả quản lý nguồn nước của công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé tỉnh Kiên Giang. Đây là công trình thủy lợi lớn nhất Việt Nam hiện nay về quy mô, khẩu độ, thông nước, có nhiệm vụ kiểm soát nguồn nước mặn, nước ngọt và nước lợ, tạo điều kiện cho các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái cho vùng hưởng lợi, với diện tích tự nhiên 384.120 ha thuộc các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Công trình có tổng mức đầu tư 3.309 tỷ đồng, gồm 11 khoang cống và 1 âu thuyền, tổng chiều rộng thông nước 455 m, cống hở kiểu trụ đỡ bằng bê tông cốt thép, mỗi khoang cống rộng 40 m và 1 âu thuyền rộng 15 m, đóng mở thẳng đứng bằng xi lanh thủy lực, cầu giao thông trên cống âu thuyền bằng bê tông cốt thép, hệ thống cống được điều khiển vận hành tự động. Qua trao đổi được biết, công trình có ý nghĩa kiểm soát nguồn nước, mặn, lợ, ngọt, tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái, ngọt, mặn, lợ, ngọt, lợ, luân phiên cho vùng hưởng lợi với diện tích tự nhiên hơn 384.000 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp thủy sản hơn 346.000 ha. Dự án kết hợp tuyến đê biển Tây tạo thành cụm công trình chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, giảm ngập úng khi mặt đất hạ thấp, giảm thiệt hại do hạn mặn vào mùa khô cho các mô hình sản xuất trong vùng, đồng thời kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Đây cũng là vấn đề mà Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đặc biệt quan tâm, nhất là cơ chế vận hành và điều tiết thủy lợi sao cho phù hợp với từng vùng sản xuất.